Một buổi chiều tan tầm, rảo bước nhanh trên vỉa hè với hàng tá những chiếc xe thi nhau lao lên, làm tôi thật sự bối rối và sợ hãi. Này, lê đường một tí đi. Sao không đi đi, đứng ngớ người ra đấy làm gì đấy? Quả thực, ngày nay cái gì cũng tốt, duy chỉ việc đi trên vỉa hè không khác nào đi dưới lòng đường. Sao con người ta có thể vô liêm sỉ mà cướp đường đi của người khác, cướp đi sự an toàn của người đi bộ? Con người ta chẳng tử tế gì cả. Phải chăng con người sống quá nhanh, quá chóng vánh mà không biết trân trọng những điều nhỏ nhặt? Cứ thế, dòng người lướt qua ào ào trên những con xe từ sáng đến đêm, và trái tim họ cũng vượt qua như vậy. Yêu thương chưa đủ ấm nồng mà đã hời hợt lướt nhanh. Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đông đầy. Phải chăng con người cứ kêu không hạnh phúc chỉ vì họ sống chưa đủ yêu thương? Đã đến lúc nói lời tạm biệt. Tạm biệt những điều làm ta không vui, làm ta căng thẳng, làm ta bị bó buộc, để chúng ta thêm yêu thương và trân trọng từng phút giây được sống trên đời. Một người thầy đã nói với mình trong ngày lễ tốt nghiệp rằng: con đừng khóc, cũng đừng buồn về ngày hôm nay khi ta phải tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm xa mái trường này. Con biết không, thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều điều đặc biệt hơn đang chờ đợi con. Con buộc phải chấp nhận ngày hôm nay để có thể nhận lấy những điều khác. Thứ sẽ cho con nhiều hơn là những bài học chỉ có nơi giảng đường. Và thầy sẽ vui hơn rất nhiều khi sau này, nếu có duyên được gặp lại con với hình ảnh một chàng trai trưởng thành, sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Có thể khi nhắc đến lời tạm biệt, ai trong số chúng ta đều gợn trong lòng một nỗi buồn nào đó. Tạm biệt có thể là dấu chấm hết cho một mối quan hệ, nhưng đôi lúc lại là sự chuẩn bị cho một khởi đầu mới chăng? Nhiều người bảo tôi rằng, sao lại dừng lại khi mọi việc đang diễn ra rất tốt mà? Đúng là rất tốt, nhưng với tôi không còn có được cảm giác như hồi mới bắt đầu nữa. Thứ cảm giác giống như một fan girl theo đuổi tình yêu thần tượng vậy. Cũng là tình yêu, nhưng chúng ta ai cũng biết rồi đấy, hành trình của cuộc tình này họ có thể sẽ gánh lên hai chữ đau khổ để làm hành trang. Ảo ảnh thần tượng kể về những chuỗi ngày bỏ bê công việc, bỏ luôn học hành để theo đuôi một anh ca sĩ, một nhóm nhạc thần tượng. Nghe có vẻ khá điên rồ, nhưng khi tìm hiểu, ta sẽ nhận ra thứ cảm xúc kỳ lạ càng rối ren bao nhiêu, nhân vật càng chìm vào đau thương đến bấy nhiêu, thì ta lại thấy le lói đâu đấy những điều phi thường. Khi không gặp, tôi đau khổ vì không được nhìn thấy người ta. Khi gặp tôi lại đau khổ vì người ta không nhận ra mình. Nếu tình đơn phương bình thường, ta cũng có thể tìm cách xây dựng mối quan hệ nào đó. Với đối phương thì tình yêu thần tượng lại là một thứ tình cảm mà ở đó không bao giờ tồn tại mối quan hệ hai chiều. Nhưng họ vẫn chấp nhận và đắm mình vào, mặc cho biết bao rào cản ngay trước mắt. Một tình yêu không được tạo nên bởi bất cứ sự kiện nào ngoài sự chờ đợi, và cho đến tận cuối cùng hai bên cũng chỉ có thể lướt qua nhau. Một tình yêu mà ở đó bản thân chỉ là một sự tồn tại mơ hồ, giống như đám mây trôi lững lờ không dấu vết, tuyệt nhiên không được đối phương biết đến. Nếu đã đau khổ dằn vặt trong chính cảm xúc của mình, thì sao ta không chọn cách từ bỏ để ít nhất bạn cùng tình cảm của bạn được giải thoát? Từ bỏ ở đây không hẳn là dọn sạch sẽ những ký ức về nhau, mà là tạm ngừng lại để biết đâu là điểm dừng. Thứ tình cảm nào cũng đều đáng trân quý. Nếu không có tình yêu, cuộc sống này cũng sẽ không còn ý nghĩa lớn lao. Tình yêu mang lại vẻ đẹp kỳ diệu cho cuộc sống. Tình yêu có thể làm bạn bối rối, nhưng nếu yêu, hãy yêu sao cho thật đẹp. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Nếu bạn còn lưỡng lự, có thể bạn chưa gặp đúng mối duyên của mình. Bạn cũng không thể dùng cái tên quan tâm để can thiệp vào việc của người khác, trói buộc họ trong tình yêu của mình. Nếu thật sự là tình yêu, hãy để người ấy được sống cuộc sống của họ, và bạn cũng được sống cuộc sống của chính mình. Tâm trí cũng cần được bạn dành thời gian để chữa lành. Đừng khi nó luôn ồn ào và mệt mỏi, khi nó phải chạy theo quá nhiều vướng bận
và chữa lại quá nhiều khổ đau. Hãy chậm rãi trên con đường của chính bạn, nghỉ một lát gây mỏi mệt rồi hẳn đi tiếp, và tự tha thứ cho sự không hoàn hảo của bản thân. Bước chậm lại giữa thời gian vội vã của Đại Đức Hemin là một trong những cuốn sách đã giúp rất nhiều người như tôi và bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn trước những bộn bề cuộc sống này. Khi bạn cảm thấy mình đang bị rượt đuổi về công việc bận rộn, khi bạn có quá nhiều nỗi lo khiến các suy nghĩ mãi nối tiếp nhau, khi bạn đau khổ vì bị tổn thương vì người khác, khi bạn cảm thấy tương lai quá u tối và bất an, vậy hãy cùng tôi dừng lại, dù chỉ là một phút thôi, hãy dừng lại, hãy tạm ngưng cuộc sống hiện tại của mình và hãy hít thở thật sâu. Áp lực công việc, học hành cùng hàng tá deadline khiến bạn cảm thấy nghẹt thở. Chắc hẳn không ít lần chúng ta rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này, và không ít lần mong muốn từ bỏ công việc cứ xuất hiện trong đầu chúng ta, đi hay ở lại. Một câu hỏi thật sự rất khó, đặc biệt đối với người trẻ. Khi ta chấp nhận rời đi cũng là lúc ta chấp nhận làm lại từ đầu. Còn nếu ở lại, liệu ta có đủ sức để tiếp tục cuộc hành trình này? Với tôi, cũng như với số radio này, mình dùng từ tạm biệt thay cho từ từ biệt, vì điều mong muốn duy nhất là chúng ta hãy tạm dừng chứ đừng từ bỏ. Áp lực luôn ở xung quanh chúng ta. Nếu hết lần này đến lần khác ta từ bỏ, thì ta không khác gì một kẻ chấp nhận thất bại. Thất bại ngay trong chính cuộc đời mình. Vì vậy, trước khi ra bất cứ quyết định gì, hãy dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để sau đó đưa ra câu trả lời không gây hối tiếc. Nếu được, hãy xin nghỉ ốm vài ngày đi du lịch đâu đó. Có thể làm vùng đất bạn chưa từng đặt chân đến, để khi ấy bạn lại cảm thấy nhớ nhung nơi mình đang sống và làm việc. Dù bản thân ta không tồn tại, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Hãy buông bỏ cái suy nghĩ không có mình thì mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục. Nghĩ như thế này cho nhẹ lòng hơn. Tạm biệt công việc, tạm biệt những áp lực, tạm rời xa những mối quan hệ để ta có thời gian dành cho bản thân, để nhìn lại những gì mình đã làm. Và khi trở lại sẽ là một con người mới, năng động và tràn đầy nhiệt huyết hơn. Một kết thúc dịu dàng khi chúng ta đang sống quá vội vã, vội đến mức quên đi chính bản thân, quên đi những sự tử tế và vô tình đánh mất những điều quý giá. Thế giới này vốn rất dịu dàng, đừng gán cho nó danh xưng với hai từ áp lực. Tất cả đều do chính chúng ta tạo ra, và chỉ chúng ta mới là người có thể giải quyết chúng. Đến lúc giãn cơ mặt ra, yêu thương nhiều hơn, quẳng những gánh lo không cần thiết ra khỏi người để sống một cuộc đời ý nghĩa. Và nếu thế giới này có kết thúc cũng sẽ không đáng sợ, vì chúng ta đều biết yêu thương. Cảm hứng được lấy từ quyển sách Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế của tác giả Takushi. Chợt tôi nhớ đến buổi chiều muộn hôm đấy, và có lẽ cũng là buổi chiều cuối cùng tôi và bạn gặp nhau. Tôi gửi bạn món quà cùng lá thư tay viết vội. Bạn trao cho tôi một ánh nhìn chiều mến, nhìn vào mắt nhau, chúng tôi biết sẽ rất lâu cả hai mới có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng thật lòng, tôi mong bạn sẽ thật thành công và hạnh phúc. Tạm biệt.